Từ khóa mà Huy thấy rằng nó cực kỳ quan trọng và Huy đưa thêm vào, nhưng mà cái từ khóa đầu tiên đó là chia sẻ. Đó là lý do tại sao mà khi mà Huy học được cái điều gì đó, lập tức là Huy phải chia sẻ ngay. Tối hôm qua còn gì ạ, 1 giờ vẫn còn đang học nha chị em nha. Đấy, 1 giờ mới gọi là vừa kết thúc thì là đúng lúc 1 giờ. Đấy, sau nó bắt đầu mới đi ăn, xong bắt đầu đến bây giờ là gì ạ, về nhà 3 giờ lên ra lên giường, 4 rưỡi lại dậy. Đấy, và lập tức là chia sẻ luôn. Ok không ạ? Rồi. Đó, anh chị em ghi xuống cái từ khóa của Huy là Huy học này, Huy học bằng từ khóa hết này anh chị em này. Đấy, học bằng từ khóa hết. Đó. Học bằng từ khóa và học bằng những cái câu mà nó chất lượng, nó cô đọng, nó dễ nhớ. Đấy. Học bằng cách chia sẻ, học bằng cách cho đi. Được chưa? Rồi. Cái từ khóa thứ hai mà cực kỳ quan trọng trong cái chương trình tinh thần doanh nhân đó là gì ạ? Hãy nghĩ lớn. Nghĩ lớn ấy. Anh chị em comment xuống giúp Huy ạ. Comment xuống giúp Huy là một cái từ khóa mà nó bao trùm toàn bộ cái chương trình tinh thần doanh nhân. Toàn bộ cái chương trình này chúng ta chỉ cần học một từ khóa này thôi, đó là gì ạ? Hãy nghĩ lớn. Đấy. Tại sao chúng ta phải nghĩ lớn ạ? Trong cái cuốn sách là Think Big Kick Ass của Tổng thống Donald Trump ấy. Đấy, tức là gọi là cái một cái vị tổng thống rất là đặc biệt của Mỹ. Đó. Thì ông ấy có nói rằng là gì ạ? Đến nghĩ mà cũng không dám nghĩ, nghĩ mà còn còn phải rụt rè ấy, thì làm sao mà làm được? Có đúng không anh chị em? Có mơ thôi mà cũng không dám mơ thì làm sao mà làm được? Mơ còn sợ ấy, thì ra ngoài làm một tí nào cái gì cũng sợ. Bây giờ ra bảo nó chia sẻ thì bảo sợ nó không đồng ý, sợ gì nói gì ạ, nó không mua hàng của mình, tức là bán ấy, bán hàng ấy thì sợ mình nó không mua, chia sẻ mà cái gì ạ, cái công việc thì sợ nó không đồng ý, hoặc là gì ạ, chia sẻ cơ hội thì sợ là nó không, nó từ chối. Đó. Thông thường có một cái nỗi sợ là nó sợ từ chối, cho nên chúng ta không dám chia sẻ, không dám mở miệng ra để mời họ một cái sản phẩm hay cái dịch vụ gì đó chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái nỗi sợ nó đến từ cái việc suy nghĩ này. Nó đến từ cái bên trong của chúng ta. Nếu mà nghĩ mà còn không dám nghĩ lớn thì không thể nào mà gì ạ, mà làm được. Bởi vì ngoài kia nó khó khăn lắm. Ngoài kia là chúng ta gặp khó khăn phát là chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay. Đấy. Thì trong cái cuốn sách kia nó có một câu chuyện này. Cái ông tác giả cuốn sách đó, tức là ông là một cái người mà sáng lập ra một cái công ty đào tạo. Cái công ty này là cái công ty mà chuyên mời các diễn giả về đào tạo. Thì cái ý tưởng của ông này rất là hay. Đấy, ông này ông rất là ham học hỏi nhưng mà ông không có tiền. Thế thì ông nghĩ ra một cách, đó là gì ạ? Nếu như mà mình đóng tiền đi học các cái diễn giả lớn ấy thì nó rất là tốn kém. Mà không có tiền để học bây giờ làm nào? Thế là ông mới nghĩ ra một cách, đó là gì ạ? Ông mời các cái diễn giả đấy về đào tạo cho học viên và ông thu tiền của học viên để trả cho các cái gì ạ, các diễn giả đó. Như vậy là gì ạ, cùng một lúc ông vừa được học, ông vừa có tiền. Đấy, hay không ạ? Đấy, cái tư duy rất là hay đó. Tức là gì ạ, mời các diễn giả lớn mà mình mong muốn được học về dạy cho những cái người mà muốn muốn học, tức là ông gom rất nhiều người, ông gom khoảng độ mấy trăm người vào. Đấy, sau đó mời cái ông kia về về dạy. Thế là nếu bây giờ một mình ông ấy đi học là ông không có học phí rồi. À, không có tiền để đóng học phí, thế ông gom vào, thế là lấy học phí của mấy trăm ông này để trả cho ông này, thế dư ra một khoản, thế là gì ạ, là mình lại có tiền lãi, ngoài ra thì được được trở thành cái người bạn, bởi vì là trước khi mời ông diễn giả kia về thì mình cũng phải giao lưu nói chuyện với ông ấy, không những mình học ông ấy, mình còn trở thành đối tác của ông ấy, thì có phải tuyệt vời không ạ? Đấy, rất là thông minh. Đấy. Vì không có tiền cho nên là gì ạ, cho nên ông mới phải làm. Đấy, đấy là nghĩ lớn, đúng không ạ? Đấy, đấy chính là nghĩ lớn rồi. Chính vì không có tiền cho nên ông ấy mở ra một cái tổ chức giáo dục, đó là gì ạ? Mời cái diễn giả mới đầu thì là gì ạ? Các cái diễn giả nhỏ 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 với số lượng nhỏ, sau dần dần nó lớn dần lên, bắt đầu ông có tiền rồi, thì bắt đầu ông lớn dần lên,
bắt đầu ông có tiếng này, bắt đầu ông lớn dần lên, bắt đầu ông có gì ạ, mối quan hệ. Bởi vì diễn giả nhỏ này thì thông thường họ lại quen cái diễn giả trung bình thì lại quen cái diễn giả lớn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các ông này ấy, là gì ạ? Là chơi với nhau hoặc là gì ạ? Là thầy là trò của nhau. Ví dụ như là Huy thì là học trò của thầy Phạm Thành Long, thầy Phạm Thành Long thì học trò của thầy Tony Robbins. À, ví dụ thế. À, thì đó là gì ạ? Đó là các ông thầy nó gì ạ? Là quen nhau. Đó, thì họ đại diện, họ lại giới thiệu cho nhau, bảo đấy có thằng này nó tổ chức hay lắm thì thầy có thể về chia sẻ giúp nó. Đấy. Thì ông có một cái chiến lược như này, chiến lược đó là đưa ra cái quyền lợi, nhưng mà có một cái đó là trách nhiệm, đó là gì ạ? À, mời các diễn giả về đào tạo miễn phí. Cái thời gian đầu ấy, ông mời các diễn giả về đào tạo miễn phí, ông viết thư ông nói rằng là anh là cái người mà rất là nổi tiếng, tôi rất là ngưỡng mộ anh, và chúng tôi có một cộng đồng như này, chúng tôi rất là mong muốn được anh về chia sẻ, và anh đã là cái người nổi tiếng rồi, cho nên là anh có trách nhiệm là cho đi cho cộng đồng, và có trách nhiệm là gì ạ, là giúp đỡ cộng đồng đấy, có trách nhiệm là gì ạ, làm từ thiện đấy. Thì chúng tôi đây là mở ra một cái chương trình miễn phí đấy, thế thì rất là mong anh về anh chia sẻ 1 giờ 2 giờ gì đó đấy. Thế thì có rất nhiều doanh nhân thành công mà họ cũng không phải là nhà đào tạo, có rất nhiều các chính trị gia thì họ rất là muốn chia sẻ để tranh thủ thêm cái uy tín, cái xây dựng của uy tín, cái thương hiệu cá nhân, cho nên là họ về họ đào tạo một cái lớp vài trăm người mà họ họ về họ đào tạo miễn phí, cái người học đến cũng miễn phí đấy, nhưng mà cái người mà tổ chức ra được lợi rất nhiều. Có đúng không chị em? Thông minh không ạ? Rất thông minh. Thế thì sau một thời gian thì ông này ông ấy gọi là tổ chức các cái chương trình nhỏ nhỏ một vài trăm người đấy, thì khi đó thì bắt đầu ông ấy nghĩ rằng là ông nghĩ đến những cái diễn giả lớn hơn. Đấy, ví dụ như là lúc đấy thì ông đang rất là ngưỡng mộ Donald Trump, là khi đó là đang là một vị tỷ phú và viết những cuốn sách rất là nổi tiếng, đồng thời là gì ạ, đồng thời là một cái người mà rất là thành công ở trong cái lĩnh vực của ông ấy, và ông này cũng rất là ngưỡng mộ và lấy Donald Trump là cái mô hình để mà mình phát triển. Thế thì khi đó bắt đầu mới liên hệ với cả trợ lý của Donald Trump, và lúc đấy thì ông này ông bảo là tôi xin phép là đề nghị đó, thì mời Donald Trump về về đào tạo cho cộng đồng của chúng tôi. Thế thì khi đó thì ông ấy gọi là đề nghị một cái mức giá mà rất lớn so với cả cái thời điểm đó, mà so với cả cái quy mô của ông ấy, đó là ông đề nghị là với mức giá là 10.000 đô ở cái thời đại đấy, giai đoạn đó. Thì 10.000 đô là cái mức giá cao nhất mà ông trả cho một diễn giả để mà về nói 1 giờ cho cái cộng đồng của ông ấy, cộng đồng những người học viên mà học giống như cái chương trình hoặc là cái gọi là cái tổ chức giáo dục đấy. Thế thì cái người mà trợ lý của Donald Trump ấy, họ mới bảo là ông ngài Donald Trump không quan tâm đâu. Đấy. Thế là coi như từ chối thẳng thừng luôn. Thế là sau đó thì ông này ông bảo là có lẽ mình chưa đủ lớn, cho nên mình phải chơi lớn hơn, mình phải chơi lớn hơn. Thế là tuần sau ông quyết định ông gọi lại, ông đề nghị một cái mức giá đó là 25.000 đô, một mức giá không tưởng, một mức giá mà chưa bao giờ ông ấy dạ nghĩ tới mà mời một diễn giả về để đào tạo trong vòng 1 giờ. Thì người trợ lý cười với ông này mới nói rằng là ngài Trump không quan tâm đâu. Mỗi thế thôi thì ông này ông rất là khó xử, khó chịu, bởi vì cả coi như là cái quá trình mà làm đào tạo rồi các thứ của ông ấy là chưa có cái số tiền như vậy để ông đã đề nghị một cái mức giá mà đã rất là gì ạ, rất là cao rồi. Nhưng mà ông ấy nói rằng là có lẽ mình vẫn chưa đủ lớn, cho nên là gì ạ, mình phải nghĩ lớn hơn, bởi vì Donald Trump lúc đó đang là một tỷ phú rồi. Thì mình nghĩ lớn hơn, và khi đó bắt đầu ông ấy quyết định ra một cái mức giá gọi là mạo hiểm, mức giá mà không biết là nó có gì, có thể thành công hay không. Thì ông gọi cho cô trợ lý, ông nói rằng là tôi muốn đề nghị một mức giá đầu tiên trong lịch sử mà gọi là của chúng tôi. Đấy. Thì đó là gì, mức giá 100.000 đô, tức là tăng gấp 4 lần, 100.000 đô.
Thế thì cô thư ký cô cười, cô bảo là ngài Trump không quan tâm đâu. Thế thì ông này ông mới gọi là về ông suy nghĩ, ông bảo là Donald Trump là một cái hình tượng, một tượng đài ở cái thời đó. Trước đó thì Donald Trump đã một cái diễn giả rất là lớn rồi, thế là một cái tượng đài và rất là mong muốn và muốn kết hợp với con người này. Đấy, và đây là một cái con người mà sẽ có cái suy nghĩ rất là lớn và rất là táo bạo. Thế thì ông bảo là mình hãy vượt qua cái vùng thoải mái của mình, vượt qua cái khả năng của mình, chơi một cuộc chơi mà mình chưa từng chơi, mình thử một cái cuộc chơi mà gì ạ, mình không bao giờ nghĩ mà mình dám rồi. Thế thì sau một tuần sau đấy, lấy hết sức can đảm đề nghị với cô thư ký và chỉ mong rằng là gì ạ, là cô ấy từ chối, đó là gì ạ, đề nghị mức giá 1 triệu đô la chỉ cho 1 giờ diễn thuyết trên sân khấu của Donald Trump. Và lúc đó trái tim ông ấy nhảy ra khỏi vào lòng ngực, chỉ chờ cô thư ký là cô từ chối, bởi vì sợ nhất là cô đồng ý thì không biết lấy đâu ra 1 triệu đô để mà trả cho Donald Trump. Và cô thư ký cười, cô ấy nói rằng là ngài Trump có thể quan tâm đó đấy, và tôi sẽ báo lại cho anh. Sau khi nghe cô thư ký trả lời thì tất cả lông tóc của ông này dựng ngược hết lên và chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo và đầu óc quay cuồng và không thể nào tưởng tượng, là không thể nào chịu được, không thể nào hiểu được tại sao mình lại đưa ra cái con số ngu ngốc như vậy, tại sao mình lại dám đưa ra con số không tưởng như vậy, mình không biết làm thế nào để có tiền để mà trả cho Donald Trump. Đây là một cái sự mạo hiểm, một sự ngu ngốc vô cùng đó. Và khoảng 30 phút sau thì Donald Trump trực tiếp gọi điện cho cái ông mà ông này. Thế thì ông này ông nghe thấy giọng Donald Trump, ông rất là run, vừa mừng vừa run vừa sợ. Thì lúc đấy Donald Trump mới nói chuyện là anh có một cái đề nghị khiến tôi rất quan tâm, đấy, rất chú ý. Thế thì hãy đi vào chi tiết kế hoạch. Anh có hội trường bao nhiêu người, anh có bao nhiêu người, tức là có bao nhiêu người để tôi đào tạo. Thế thì anh ông này mới nói là trước đây thì ông đào tạo những cái thị mấy cái chương trình một vài trăm người, vài trăm người thì chưa bao giờ có chương trình ngàn người hết, cho nên khi mà nghe đến có một cái người gọi là nổi tiếng như vậy là Donald Trump, thì khi đó bắt đầu ông mới nói rằng là nó bừa một con số là ngàn người, tức là chưa bao giờ có một cái chương trình ngàn người nhưng mà nói bừa con số ngàn người cho nó to. Donald Trump bảo không, nếu không có 10.000 người thì tôi không giải, không có 10.000 người tôi không chia sẻ. Tức là tiền thì chấp nhận rồi nhưng mà không đủ 10.000 người thì vẫn không nhận, tiền không nhận. Thì đó là một câu chuyện nó về gì ạ, sự nghĩ lớn. Và cái điều tuyệt vời xảy ra đó là gì ạ, tức là ông này thì ông ấy đồng ý, ông bảo là chơi, đã chơi lớn thì phải chơi một lần cho nó gì ạ, cho nó gọi là chết luôn thì cũng được, quả khô máu luôn, ok. Đồng ý luôn với Donald Trump, chưa biết làm nào nhưng việc đầu tiên là nghĩ lớn và bắt đầu là gì ạ, và đồng ý. Và tất cả các chương trình marketing vào cái thời bấy giờ các cái chương trình đào tạo thời bấy giờ là 10.000 cực kỳ lớn, và đó là cái chương trình lớn nhất ở cái thời đấy, thời đó. Và con số không phải là 10.000 người mà 32.000 người đã đến tham dự một cái chương trình của Donald Trump. Có tuyệt vời không ạ? Đó là một cái ví dụ của cái việc gì ạ, nghĩ lớn. Đó là ví dụ của việc nghĩ lớn. Thì việc đầu tiên ấy là mình phải dám nghĩ lớn, mình dám làm đã, dám nghĩ đã, sau bắt đầu mới dám làm. Dám nghĩ thì mới dám làm. Cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay, đúng không ạ? Còn nghĩ mà còn sợ, còn không dám thì không bao giờ mình đạt được. Đấy. Các mọi người có nói là gì ạ? Hãy nhắm tới những vì tinh tú thì chúng ta có thể đạt đặt chân đến gì ạ? Mặt trăng. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta chỉ lanh quanh đến gì ạ? Đến đến bầu trời thì chúng ta chỉ đặt chân lên đến gì ạ? Đến bầu trời là cùng thôi, đúng không ạ? Đấy, hãy nghĩ lớn. Đấy.
Thế là doanh nhân, là người kinh doanh, là người tạo ra giá trị cho của cải cho xã hội, cho cộng đồng, thì chúng ta phải dám nghĩ lớn, đúng không ạ? Đấy. Và nếu như mà chúng ta nắm được cái điều này, hiểu được cái điều này, thì đây là cái tinh thần quan trọng nhất. Tất cả những cái tinh thần khác nó sẽ phục vụ và nó sẽ phải gì ạ, nó phải đồng bộ với cái mục tiêu này. Đấy. Thế thì cái từ khóa thứ hai ở đây chúng ta gì ạ, chúng ta có rất nhiều trong cái câu chuyện của Huy, có rất nhiều cái từ khóa, anh chị em nhớ lưu, đừng có ngồi nghe không mà phải ghi xuống các từ khóa. Trong cái câu chuyện này có rất nhiều cái từ khóa đấy, trong cái câu chuyện này nó có những cái từ khóa mà anh chị em phải nhớ phải ghi xuống đó. Thì cái từ khóa thứ hai mình muốn chia sẻ ở đây đó là cái gì ạ, cái từ mục tiêu. Luôn luôn là gì ạ, là xác định cái mục tiêu của mình nó hết sức rõ ràng. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta rõ ràng về mục tiêu thì chúng ta mới gì ạ, chúng ta mới có động lực, chúng ta có mới năng lượng, chúng ta có mới con đường để đi đến để cái đạt mục tiêu đó. Đa phần mọi người không đạt được cái mục tiêu của mình bởi vì họ không rõ ràng về mục tiêu của mình, đúng không ạ? Không đạt được mục tiêu bởi vì họ không đặt mục tiêu, không rõ ràng mục tiêu, và gì ạ, không làm cho mục tiêu đấy nó xuất hiện xung quanh mình. Rõ ràng về mục tiêu nhưng mà quan trọng nhất là gì ạ, để cho mục tiêu nó xuất hiện xung quanh mình. Đó. Hãy nói cái mục tiêu này của mình ra cho người khác. Nào, bây giờ chúng ta hãy ghi xuống cái mục tiêu của mình, ghi ra giấy nha, đừng comment nha. Mỗi người có mục tiêu khác nhau. Chúng ta comment xuống đây là cái người này lại copy mục tiêu của người khác, nó không đúng. Mục tiêu của mình nó là mục tiêu của mình, đừng có vay mượn mục tiêu của người khác, đúng không ạ? Hãy viết xuống giấy cái mục tiêu của mình, hãy viết xuống giấy mục tiêu của mình. Mục tiêu đầu tiên luôn luôn là mục tiêu về tài chính. Tài chính ở đây chúng ta tập trung vào lợi nhuận, tập trung vào lợi nhuận, tức là những cái tiền mà chúng ta thu về được, đúng không ạ? Chúng ta thu về được bao nhiêu tiền thì hãy tập trung vào mục tiêu là gì ạ? Lợi nhuận hay mục tiêu tài chính. Tập trung vào mục tiêu tài chính, chúng ta muốn có bao nhiêu tiền, chúng ta muốn có tổng tài sản bao nhiêu tiền trong thời gian bao nhiêu lâu, chúng ta có muốn có một cái dòng tiền hay là có một thu nhập bao nhiêu trong thời gian bao nhiêu lâu, đúng không ạ? Thu nhập đó là thu nhập chủ động, tức là chúng ta làm thì mới có, hay là chúng ta thụ động, chúng ta là không làm cũng có, đúng không ạ? Thì hãy viết xuống cái mục tiêu tài chính của mình, hãy viết xuống thật nhanh ạ. Huy sẽ dừng video, hãy sẽ dừng cái livestream của Huy trong khoảng độ 30 giây cho anh chị em ghi xuống thật nhanh cái mục tiêu của mình ạ. Hãy ghi xuống cái mục tiêu của mình, ghi xuống thật nhanh ạ. Trong lúc đó Huy sẽ uống nước. Đi xuống giấy, không cần comment đâu, không cần comment, không cần comment nhé, tự ghi vào cái mục tiêu của mình. Bao nhiêu tiền một tháng rất tốt, bao nhiêu tiền một năm, bao nhiêu tiền tổng tài sản, nhưng mà phải có thời hạn. Mục tiêu nó phải có thời hạn, đúng không ạ? Mục tiêu nó phải smart, đấy, nó phải có thời hạn. Đó. Hôm trước Huy đã chia sẻ về cách đặt mục tiêu rồi đúng không ạ? Mục tiêu smart rồi mục tiêu gì ạ? Smarter, tức là thông minh nhưng mà còn thông minh hơn, đúng không ạ? Đó, anh chị em nào mà đã học các cái khóa học trước ấy của Huy thì sẽ biết được cái điều này. Mục tiêu smarter là gì ạ? Đúng không ạ? Hãy viết xuống cái mục tiêu của mình ạ. Viết xuống cái mục tiêu của mình. Cái mục tiêu ở trong đầu của mình hãy viết xuống để cho nó hiển hiện, cho nó hiển thị ra. Càng nhiều lần chúng ta nhìn thấy cái mục tiêu của mình thì làm sao? Thì mục tiêu là nó càng dễ dàng đạt được. Đừng nói là mục tiêu tự do tài chính. Hãy nói là mục tiêu là có bao tiền sau thời gian bao lâu, hoặc có một cái thu nhập hay có một cái dòng tiền dương về bao nhiêu trong thời gian bao lâu, đúng không ạ? Thu nhập bao nhiêu tiền một tháng trong bao nhiêu lâu nữa, đấy, phải có thời hạn cụ thể, đấy, phải rõ ràng. Rồi áp dụng cái từ khóa đầu tiên vào cái mục tiêu này, đấy. Bây giờ chúng ta áp dụng cái mục tiêu, cái từ khóa đầu tiên vào cái mục tiêu này. Đó. Là chúng ta xem mà cái mục tiêu này đã nghĩ lớn chưa? Xem mình đã nghĩ lớn chưa?
Bây giờ để mà áp dụng cái từ khóa đầu tiên vào cái từ khóa thứ hai này và cái mục tiêu này, đó là gì ạ? Hãy thêm một số 0 nữa vào phía sau của cái con số mà chúng ta vừa mới viết xuống. Hãy thêm một số 0 nữa vào cái con số mà chúng ta vừa viết xuống. Mà nếu mà chúng ta cảm thấy nó hơi điên điên, nó hơi run run mà nổi da gà lên ấy, thì đấy là điều tốt. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy nó điên lắm, chưa thấy nổi da gà, chưa thấy nó ngu ngốc ấy, thì viết thêm một số 0 nữa ở phía sau. Được không ạ? Anh chị em nghe Huy nói có rõ không ạ? Nếu mà nghe được thì mình nói là nghe được. Ok, cảm ơn anh chị em. Bây giờ nhá, nếu mà ai mà đã có con số của mình rồi thì hãy viết thêm một số 0 nữa ở phía sau cái con số mà chúng ta vừa mới viết, cái con số mục tiêu mà chúng ta vừa viết. Hãy viết thêm một số 0 nữa phía sau cái con số mà chúng ta vừa viết. Một số người bảo viết số sau, viết số 0 ở phía sau, viết mẹ phía trước à, cũng được, không sao. Nhưng mà nó phải run. Khi mà đặt mục tiêu, mà khi mà mình nhìn cái mục tiêu đấy, ví dụ đang 50 triệu một tháng, bây giờ lên thành 500 triệu một tháng, nó làm cho tim chúng ta đập mạnh hơn, làm da gà nó nổi lên, mà làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, làm cho chúng ta cảm thấy run, làm cho chúng ta cảm thấy điên, làm cho chúng ta cảm thấy ngu ngốc, thì tuyệt vời. Xin chúc mừng anh chị em, đó chính là mục tiêu đủ lớn để chúng ta chinh phục, và đó là cái mục tiêu tràn đầy cảm hứng để chúng ta chinh phục. Chúng ta tưởng tượng này, hãy tưởng tượng này, tưởng tượng nếu như mà chúng ta đạt được cái con số đó thì cuộc sống chúng ta sẽ ra sao, cuộc đời chúng ta sẽ ra sao, có phải chúng ta sẽ sang một cái trang sử mới không ạ? Không phải là chúng ta đâu ạ, cả nhà chúng ta, cả dòng họ chúng ta sẽ sang một trang sử mới đúng không ạ? Phong cách sống của chúng ta sẽ nào, chúng ta sẽ đi xe nào, chúng ta còn đi cái xe chúng ta đang đi nữa không, chúng ta ở cái nhà như nào, chúng ta còn ở cái nhà chúng ta đang ở nữa không, chúng ta sẽ làm việc như nào, chúng ta còn làm cái công việc giống như chúng ta đang làm hay không đấy, hoặc là chúng ta có làm cái công việc giống cái cách mà chúng ta đang làm nữa không, có đúng không ạ? Hãy tưởng tượng nếu mà chúng ta đạt được cái con số mà chúng ta gì ạ, chúng ta vừa mới viết thêm số 0 ấy. Cái này đấy, chỉ những người nào mà làm theo cái hướng dẫn của Huy, tức là viết xuống con số thì mới hiểu những gì Huy nói thôi, còn những người nào không viết không bao giờ hiểu được. Những người nào mà không viết xuống không bao giờ hiểu được, cho nên là gì ạ, cho nên anh chị em nếu như mà không có hiểu cái phần chia sẻ của Huy ngày hôm nay thì không sao cả, chia buồn với anh chị em thế thôi. Đấy, chỉ có người nào viết xuống mới hiểu được thì cái da gà nó mới nổi lên, tim nó mới đập nhanh lên, và mình mới thấy cảm thấy run sợ, cảm thấy điên điên, cảm thấy ngu ngốc, thì khi đó đấy là cái mục tiêu tràn đầy cảm hứng, đúng không ạ? Mục tiêu đấy mới là mục tiêu mà gì ạ, nó khiến anh chị em chúng ta làm hành động, nó hành động nó điên cuồng, hành động nó máu lửa, hành động nó bất chấp thời gian, giống như Huy. Tại sao mà 3 giờ sáng đi ngủ, 4 rưỡi dậy lại chiến tiếp bình thường, không có vấn đề gì cả. Năng lượng tốt đâu anh em, anh thấy năng lượng có vấn đề gì không? Ngủ 1 tiếng rưỡi một đêm, ngủ 1 tiếng rưỡi năng lượng có vấn đề gì không? Anh em có thấy Huy có buồn ngủ hay là có cái vấn đề gì nó về mặt coi như là sức khỏe không, đúng không ạ? Không liên quan gì hết. Bởi vì sao, mình có một cái mục tiêu đủ lớn để mình chiến bất chấp, chiến hết, chơi hết. Ngày hôm qua một số anh chị em đi cùng với Huy, một số anh chị em đội nhóm đi cùng với Huy tham gia khóa học, mới lo lắng bảo là anh ơi bây giờ anh mới về làm sao mà mai anh dạy anh đào tạo được. Đúng không ạ? Mẹ 2 giờ mới về, làm sao mà 4 giờ dạy đào tạo được. Huy bảo là không sao đâu, bình thường, chiến thôi. Đúng không ạ? Chiến thôi, mình thích là mình làm thôi, không vấn đề gì hết. Ok ạ, chỉ cần mình có mục tiêu lớn, đủ lớn, chiến, vượt qua những khó khăn. Chỉ khi nào mục tiêu chúng ta đủ lớn thì chúng ta mới vượt qua được khó khăn. Mục tiêu nhỏ quá, gặp khó khăn, từ bỏ. Đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta có mục tiêu lớn, gặp khó khăn, đạp khó khăn, đi tới mục tiêu. Viết thêm một số 0 nữa, nếu như mà anh chị em vẫn chưa cảm thấy mục tiêu này nó điên. Đúng không ạ? Đúng rồi. Tuyệt vời. Đấy chính là một gì ạ? Đấy chính là một gì ạ, một cách để chúng ta gì ạ, đặt mục tiêu lớn, đúng không ạ? Rồi
Cái từ khóa thứ ba đó là gì ạ? Chúng ta cần phải có cho mình một cái gì ạ? Một cái chiến lược. Một cái chiến lược chính là một cái bản đồ, đó là gì ạ? Đó là một tập hợp những cái hành động để giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu, đúng không ạ? Để mà chúng ta hình thành những cái bản đồ chiến lược này thì chúng ta cần phải trả lời ba cái câu hỏi. Hãy trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bạn muốn đến đâu, hay bạn muốn có gì, hay bạn muốn đạt được điều gì, hay là bạn muốn trở thành ai. Đấy, tức là cái điểm gì ạ? Cái điểm B, cái điểm mơ ước, cái điểm mong muốn, cái điểm mục tiêu của mình ấy. Thì cái điểm mục tiêu mà mình vừa mới nói đến là cái điểm mà vừa mới nhắc đến cái mục tiêu tài chính của mình ấy. Thì đấy là cái mục tiêu, đúng không ạ? Và cái câu hỏi thứ hai là bạn đang ở đâu. Đấy, câu hỏi đầu tiên là bạn muốn đi đâu. Ví dụ chúng ta muốn vào Google Maps, đúng không ạ? Vào Google Maps chúng ta tìm đường. Đấy, thì chúng ta sẽ phải Google Maps nó hỏi bạn muốn đi đâu, đúng không? Hoặc là vào Grab đặt xe chẳng hạn, nó sẽ hỏi là bạn muốn đi đâu, đúng không ạ? Đấy, đầu tiên mình phải rõ ràng với cái điểm đến của mình. Rồi sau đó là gì ạ? Cái điểm đến này nó phải đủ đủ cái động lực đủ lớn để mình có cái động lực để mình đi, chứ còn cái điểm đến nó ngắn quá, nó gần quá, mình không có động lực mình đi. Đấy. Thế thì cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là bạn đang ở đâu? Thằng thằng Google Maps nó phải chỉ đường thì nó phải biết bạn đang ở đâu, đúng không ạ? Đấy. Thế thì câu hỏi thứ ba đó là gì ạ? Có những con đường nào để đi đến cái mục tiêu đó? Đấy, thằng Google Maps nó cho mình 1, 2, 3 cái lựa chọn, đúng không ạ? Và thông thường nó cho mình cái lựa chọn mà dễ dàng nhất, ngắn nhất trong cái thời điểm đó, trong cái giai đoạn đó, trong cái điều kiện giao thông đó. Ví dụ như là nó đang bị tắc đường, nó chuyển mẹ cho mình đường khác đấy, hoặc là đang bị sửa chỗ đấy, đường nó đang sửa, thì thằng Google Maps nó rất thông minh, nó chuyển cho mình đường khác đấy. Nhưng mà nếu như mà ngày xưa mình không có Google Maps, hoặc Google Maps nó không thông minh, hoặc mình có cái bản đồ nhưng mà mình không có cập nhật cái real time, cái thời gian thực, thì đôi khi là mình cũng sẽ gì ạ? Mình đi nhưng mà nó lại chậm hơn, đi đường ngắn nhất nhưng mà chưa chắc phải đường nhanh nhất. Có đúng không anh chị em? Đường ngắn nhất chưa chắc phải đường nhanh nhất. Thế thì khi mà mình đi đến nó, ví dụ mình có một cái tờ bản đồ nhưng mà nó gọi là nó chết, nó không có real time, nó không có sống động giống như thằng Google Maps. Bởi vì bản đồ cuộc đời của mình ấy, đâu có ai thiết kế cái bản đồ mà real time đâu. Đúng không ạ? Đấy, mà gì ạ? Mà chúng ta phải cầm cái bản đồ bằng giấy, vẽ mục tiêu, vẽ ra cái hành động đạt được mục tiêu. Cái thứ ba ấy, cái bước thứ ba đó là gì ạ? Cái con đường, chính cái con đường đấy chính là gì ạ? Là tập hợp các cái gì ạ? Các cái hành động, nó gọi là massive action plan, tức là gì ạ? Tập hợp kế hoạch, tập hợp các cái hành động cụ thể và gì ạ? Và mạnh mẽ để đạt được cái mục tiêu. Thì đó là cái gọi là map. Map tức là, đúng rồi, MAP ấy, là massive action plan, đó là tập hợp những cái hành động mạnh mẽ để đạt được mục tiêu. Đó chính là gì ạ? Chính là con đường. Thế thì câu hỏi phụ trong câu hỏi số 3 này là còn cách nào khác không, hay là còn con đường nào khác không? Đúng không ạ? Còn con đường nào khác không? Massive, massive tức là mạnh mẽ, là lớn ấy. MASSIE. Đấy, massive action plan. Action plan, MAP. Đúng không ạ? Đấy, nó bản đồ tập hợp những cái hành động mà mạnh mẽ để đạt đến mục tiêu. Hành động nó phải mạnh mẽ thì đạt đến mục tiêu, đúng không anh chị em? Ok không ạ? Đó thì đấy là gì ạ? Đấy là cái chiến lược, là các cái con đường khác nhau để giúp mình đạt được mục tiêu. Thì cái câu hỏi phụ trong câu hỏi số 3 này đó là gì ạ? Còn cách nào khác không? Anh chị em có ghi kịp không ạ? Ghi kịp ba câu hỏi không? Câu hỏi thứ nhất đó là mình muốn đi đến đâu, mình muốn đến đâu. Câu hỏi thứ hai mình đang ở đâu, đúng không ạ? Câu hỏi thứ ba là con đường nào để dẫn mình đi đến đó, hay là cách nào, phương tiện nào để giúp mình đi đến đó, đúng không ạ? Và câu hỏi phụ cho câu hỏi số 3 đó là
còn con đường nào khác không, còn cách nào khác không, còn phương tiện nào khác không, còn cách nào giúp mình đến nó nhanh hơn không, còn cách nào giúp mình đến đấy nhàn hơn không, còn cách nào giúp mình đến đấy dễ hơn không, đúng không ạ? Đó thì đấy chính là gì ạ? Đấy chính là cách mà chúng ta gì ạ? Xây dựng ra các cái chiến lược khác nhau để mà giúp mình đạt được mục tiêu. Đấy, đừng tự giới hạn bản thân mình ở trong những thứ gì mình biết, mà hãy mở rộng bản thân mình ra. Đấy, bằng cách hỏi những câu hỏi phụ, còn cách nào khác không, đúng không? Để mình tìm ra những con đường khác để đi đến mục tiêu của mình. Cuối cùng là mình muốn đến mục tiêu của mình nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn, nó gần với cái mục tiêu của mình hơn, được chưa? Rồi, cái từ khóa thứ ba mà chúng ta gì ạ cần quan tâm ở đây đó là gì ạ? Đó chính là cái việc mà gì ạ? Xây dựng hệ thống. Tất cả mọi việc phải trở thành những hệ thống, tất cả mọi việc phải quy trình hóa để trở thành một cái hệ thống. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi nào chúng ta xây dựng thành một cái hệ thống thì chúng ta mới mới biến cái con đường đó nó trở thành con đường có thể nhiều người đi. Một cái con đường mà chúng ta chỉ đi một lần duy nhất và người khác không thể là tìm được cái con đường đó để đi. Như vậy là gì ạ? Như vậy là chúng ta chưa tạo ra giá trị cho xã hội. Tức là chúng ta luồn lách ở trong rừng, chúng ta đi qua cái rừng đấy, nhưng chúng ta không biết làm cách nào để dẫn người khác đi qua con đường đấy, thì đấy chưa phải là cái cách đúng. Cái cách đúng đó là gì ạ? Chúng ta phải làm sao đấy, chúng ta đi qua được, nhưng mà chúng ta phải dẫn người khác đi qua được cái khó khăn của con đường đấy để giúp họ thành công giống như mình. Cho nên là gì ạ? Mọi thứ chúng ta phải xây dựng thành hệ thống. Đấy. Nếu mà chúng ta biết làm, chúng ta phải xây dựng nó thành các cái quy trình để những cái người bình thường, người trung bình khác họ có thể làm được. Đừng phải là gì ạ? Đừng phải họ phải xuất sắc giống như mình thì họ mới làm được, mà những người bình thường họ vẫn có thể làm được. Tức là gì ạ? À, chia nhỏ những cái việc lớn ra thành các cái việc nhỏ và biến nó thành quy trình để mà mỗi người phụ trách một cái việc nhỏ. Ví dụ như này. Ví dụ như cái việc mà đào tạo chẳng hạn. Bây giờ nếu mà một một người mà đào tạo tất cả mọi thứ thì nó là bất khả thi. Thế bây giờ mỗi người đào tạo một phần trong cái doanh nghiệp của mình hay trong đội nhóm của mình, mỗi người đào tạo một phần, một người đào tạo một mảng. Đấy, và người nào mạnh cái mảng của người đó, và cái người đó thì khi mà đào tạo họ liên tục thì họ cũng nhân bản lên cho người khác, bởi vì đó là quy trình hệ thống đấy. Rồi là gì ạ? Rồi là những cái công cụ để mà mình có thể tự động hóa cái doanh nghiệp của mình, cái công việc của mình, thì đấy là gì ạ? Biến mọi thứ thành hệ thống, đúng không ạ? Luôn luôn nhớ cái từ là system, system tức là hệ thống, hệ thống, hệ thống. Luôn luôn làm gì thì làm phải làm theo hệ thống, phải làm theo hệ thống. Và nếu như mà chúng ta chưa có thể là xây dựng cho mình cái hệ thống thì chúng ta phải làm sao ạ? Follow theo hệ thống hay là đi theo hệ thống hay là gì ạ? Đồng hành cùng hệ thống để mà gì ạ? Chúng ta nắm được hết những cái căn bản nhất của hệ thống, những cái gì ạ mà hệ thống đang có. Sau đó chúng ta mở rộng hay chúng ta sáng tạo hay là chúng ta thêm thắt vào những cái gì ạ? Những cái quan điểm của mình hay là những cái ý tưởng của mình hay là những cái gì ạ? Những cái mình đóng góp của mình mà cảm thấy rằng nó tốt hơn. Tức là mình phải đóng góp dựa trên cái hệ thống đấy, chứ không phải mình vào cái hệ thống mình phá hủy hệ thống của người ta, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy làm sao để giúp cho người khác có thể là gì ạ? Dễ dàng làm những công việc đấy mà chúng ta đã làm. Đấy, cái thứ hai nữa là gì ạ? À, giúp cho mọi người tự động hóa cái công việc của họ và luôn luôn nghĩ làm gì cũng phải làm theo hệ thống. Tất cả các quy trình phải gì ạ? Diễn ra đều đặn. À, số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì, số 4 là gì, số 5 là gì, đúng không ạ? Đấy. Rồi, à, cái tiếp theo này bởi vì thời gian nó không có nhiều cho nên Huy sẽ đi nhanh một chút. À, cái tiếp theo đó là gì ạ? À, đó là hãy tiết kiệm thời gian. Đấy, mình đang nói về thời gian thì hãy nói tiết kiệm thời gian. Thời gian là những cái thứ mà bất kể ai cũng không giữ được, kể cả là tổng thống, kể cả là gì ạ? Đại gia cũng không thể nào mà gì ạ? Mà giữ kéo thời gian nó dừng lại hoặc là gì ạ? Giúp mình là gì ạ? À, có một ngày có 48 tiếng được, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Mình phải tận dụng tối đa thời gian bằng cách làm gì ạ? Bằng cách nâng cao hiệu suất công việc lên. Nâng cao hiệu suất công việc lên, đó là một cách để giúp chúng ta tận dụng tối đa thời gian. Và để chúng ta quản trị tốt cái thời gian
thì chúng ta hãy tập trung vào những công việc quan trọng. Có hai loại quan trọng, một là quan trọng nhưng mà chưa khẩn cấp, một là quan trọng nhưng mà khẩn cấp. Quan trọng chưa khẩn cấp ví dụ như là gì ạ? Học tập. Học tập thì rất quan trọng nhưng mà chưa khẩn lắm. Hoặc là gì ạ? Tập thể dục. Tập thể dục rất quan trọng nhưng mà chưa khẩn cấp lắm. Đấy, đúng không ạ? Hoặc là một số công việc khác liên quan đến đến các mối quan hệ, nó cũng chưa không quan không rất quan trọng. Đấy, nhưng mà gì ạ? Cũng không khẩn cấp lắm. Đấy. Thì hãy tập trung vào cái công việc là quan trọng nhưng mà chưa khẩn cấp, thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ giảm bớt chúng ta sẽ giảm bớt được rất nhiều những công việc mà quan trọng nhưng khẩn cấp. Đấy. Ví dụ như là chốt hợp đồng, thu tiền này, rồi là ABC, những cái công việc liên quan đến gì ạ? Đến tiền nong, đến những công việc mà quan trọng nhưng mà rất khẩn cấp. Ví dụ như mình bị bệnh, vào bệnh viện bây giờ đang chuẩn bị ký hợp đồng quan trọng nhưng mà nó đau dạ dày, đau quằn quại, bây giờ không thể nào đi được nữa, anh phải lết vào trong bệnh viện, thì khi đó là có quan trọng không ạ? Liên quan đến tính mạng của mình có quan trọng không ạ? Có khẩn cấp không ạ? Bây giờ ký hợp đồng khẩn cấp hơn hay là tính mạng quan trọng hơn? À, cái nào quan trọng hơn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Nếu mà chúng ta không chăm sóc sức khỏe từ sớm thì sau này chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn đề mà gì ạ? Vừa quan trọng vừa khẩn cấp. Đấy. Vì vậy là sao ạ? À, tập trung vào cái công việc mà quan trọng nhưng mà chưa khẩn cấp. Đấy. Và để giảm thiểu những công việc quan trọng và khẩn cấp. Thế làm thế nào để chúng ta gì ạ? Làm những công việc quan trọng chưa khẩn cấp? Đa phần mọi người lười trong cái việc mà học tập, lười trong việc mà tập thể dục, lười trong cái việc mà xây dựng các mối quan hệ, đúng không ạ? Đấy, lười trong cái việc mà gì ạ? À, xây dựng cái cảm xúc tích cực của mình, xây dựng cái tinh thần tích cực của mình, bởi vì mình nghĩ rằng nó gì ạ? Chưa khẩn cấp. Thế thì có một cách rất là hay, đó là gì ạ? Mình kéo cái deadline về gần với mình hơn. Bây giờ mình tưởng tượng là nếu mà mình không tập thể dục thì tuần sau mình chết, thì bây giờ mình có tập không ạ? Nếu mà tập thể dục thì tháng sau mình mới chết. Đấy, ví dụ như thế, thì kéo cái gì ạ? Kéo cái deadline nó về gần hơn. Kéo cái deadline đó là cái thời hạn. Đấy, cái cơ thể của mình nó là cái cỗ máy, và nếu mà nó hoạt động mình không được gì ạ? Bảo dưỡng, bảo trì, bảo dưỡng, không tập thể dục, không sử dụng những cái sản phẩm chức năng để giúp mình thải độc, giúp cho mình khỏe hơn, thì lúc sau là gì ạ? Lúc sau mình yếu, mình mệt, mình ngộ độc thực phẩm, ngộ độc điều này điều kia, đấy, thì lúc đấy là mình tèo, có đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình kéo những cái thứ mà chưa khẩn cấp về khẩn cấp. Còn cái thứ hai nữa là gì ạ? Không quan trọng. Không quan trọng thì có hai cái là khẩn cấp và không khẩn cấp. Nếu mà không quan trọng mà không khẩn cấp thì mình có làm không ạ? Ví dụ như là lướt web, đọc tin tức, xem video TikTok mà 5 giây lướt phát, 5 giây lướt phát lướt 5 giây nhởng lên phát mất mẹ 5 tiếng rồi, đúng không ạ? Hoặc 2 tiếng hoặc 1 tiếng, rất nhanh, cứ 5 giây một video TikTok thôi, nhưng mà gì ạ? Rất nhanh là chúng ta hết 1 tiếng ngay. Đó là gì ạ? Không quan trọng mà không khẩn cấp. Thế có những không quan trọng nhưng mà khẩn cấp, ví dụ như là gì ạ? Đi nhậu rất khẩn cấp là gì ạ? À, mấy thằng nó rủ đi nhậu, hoặc là chơi bài, hoặc là gì ạ? Là xem tivi. Xem tivi là sao? Nó có bộ phim, cái bộ phim đấy nó đến giờ nó chiếu thôi, đến giờ nó đến đúng giờ đấy là rất khẩn cấp. Nó cái gì mà nó có thời hạn ấy, thì là khẩn cấp. Nó có thời hạn, bây giờ đến 8 giờ nó chiếu phim mà bây giờ là 7:49 rồi, 7:59 rồi, thì là sao? Rất là khẩn cấp. Đấy, nhưng mà nó quan trọng không ạ? Nó không quan trọng. Đó, như vậy là gì ạ? Không quan trọng, không khẩn cấp thì bỏ qua, mà không quan trọng mà khẩn cấp thì cũng gì ạ? Cũng bỏ qua, chuyển giao cho người khác, nhờ người khác xem phim hộ mình. Thế rồi, đúng không ạ? Đó. Thì đấy là cách để chúng ta tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc của mình lên, và tập trung vào mục tiêu. Tập trung với điều gì đó tạo ra lợi nhuận, tạo ra dòng tiền, tạo ra tiền thì mình làm. Còn cái gì mà không giúp mình tạo ra tiền thì mình không làm. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo này. Đó là năng lực thay đổi. Năng lực thay đổi. Đó là gì ạ?
Là doanh nhân là chúng ta phải có khả năng thay đổi về cái gì ạ? Thay đổi về thị trường, thay đổi về sản phẩm, thay đổi về tư duy, thay đổi về chiến lược, thay đổi bản thân của mình. Đúng ạ? Thay đổi cả về đội nhóm, thay đổi cả về cách làm, thay đổi cả về marketing, cách mà gì ạ? Cách mà chia sẻ, đúng không ạ? Cách chia sẻ cũng phải thay đổi. Không thể nào mà gì ạ? Cứ giữ mãi một cái được. Thì có một cái công thức là 1 năm phải có một thay đổi nhỏ, 3 năm phải có một thay đổi lớn, đúng không ạ? Cứ 1 năm là phải có một thay đổi nhỏ, ít nhất đấy, ít nhất đấy là ít nhất nhé, 3 năm phải có một thay đổi lớn đó. Thay đổi cả về tập khách hàng, thay đổi về cả gì ạ? Dòng sản phẩm, thay đổi cả chiến lược kinh doanh, thay đổi cả mô hình kinh doanh, đúng không ạ? Mình có thể là gì ạ? Thêm cái tập khách hàng mới cho cái sản phẩm cũ, hoặc là gì ạ? Thêm cái sản phẩm mới cho cái tập khách hàng cũ, hoặc là gì ạ? Thêm cái mô hình kinh doanh mới trong cái sản phẩm cũ và khách hàng cũ. Đấy. Hoặc là thêm cái mô hình kinh doanh cho một cái sản phẩm mới. Đó. Thì đó là gì ạ? Đó là cái khả năng thay đổi. Khả năng thay đổi là cái khả năng rất là yếu kém cho đa phần những cái con người mà chưa thành công. Chưa thành công bởi vì họ không sẵn sàng thay đổi. Đúng không ạ? Đấy. Có những thứ mà mình không thay đổi, ví dụ như là mục tiêu mình lớn này, cho nên là gì ạ? Là mình đạt được mục tiêu thì bắt đầu mình lại gì ạ? Mình mới thay đổi mục tiêu. Còn chưa đạt được mục tiêu thì mình gì ạ? Mình không thay đổi mục tiêu mà chỉ ạ, thay đổi hướng đi, thay đổi cách làm thôi. Thay đổi phương tiện thôi. Còn mục tiêu thì chúng ta giữ, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là chúng ta gì ạ? Tập trung vào lợi nhuận. Tập trung vào lợi nhuận. Làm gì thì làm, lúc nào cũng phải là gì ạ? À, nếu mà đặt mục tiêu thì đầu tiên là mục tiêu tài chính, đúng không ạ? Và mục tiêu tài chính thì phải tập trung vào lợi nhuận chứ không phải tập trung vào doanh số. Có rất nhiều người mà ở ngoài kia họ tập trung vào doanh số bán hàng, nhưng thực ra là doanh số là không có tiền, có doanh thu nhưng mà không có thu. Đấy, tức là họ cho nợ, bán là cho nợ. Có doanh thu thì không có lãi, tức là sao ạ? Bán nhưng mà chi nhiều hơn thu. Đấy. Thu về 1 đồng nhưng mà chi ra 2 đồng, thế là không có lợi nhuận. Đấy. Cho nên là tập trung vào lợi nhuận mà luôn luôn để dòng tiền dương tức là gì ạ? Số tiền thu về phải nhiều hơn số tiền chi ra, như vậy là chúng ta sẽ an toàn về mặt tài chính, an toàn về tài chính. Chúng ta có thể là gì ạ? À, đi chậm hơn chút, bởi vì chúng ta đa phần mọi người chết vì lòng tham. À, rất nhiều công ty mà họ gọi là tài chính, gọi là kêu gọi đầu tư tài chính. À, một số công ty hiện nay là chúng ta đang thấy nó cũng lên các cái chuyện phương tiện truyền thông rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không tạo ra giá trị, nó chỉ đơn giản là lấy tiền người sau trả cho người trước, cho nên nó là cái gọi là thu tiền, gọi là cách nói chung là không tốt. Đấy. Thì đấy là một số cái trường hợp mà chúng ta bị rất nhiều người vẫn lao vào. Tại sao ạ? Bởi vì cái lòng tham. Tại vì cái lòng tham. Đấy, cho nên nếu mà chúng ta quản trị tài chính tốt thì chúng ta sẽ bớt cái lòng tham đi, mà chúng ta hãy gì ạ? Hãy tập trung vào cái dòng tiền nó phải dương và tập trung vào lợi nhuận. Rồi, tiếp theo nữa. Cái từ khóa tiếp theo. Đó là quản trị rủi ro. Bất kể khi mà chúng ta thay đổi cái điều gì để đạt được cái mục tiêu của chúng ta ở đằng xa kia, mục tiêu là cái thứ mà chúng ta chưa đạt được thì mới gọi là mục tiêu nha. Thì khi mà chúng ta thay đổi, bởi vì để mà gì ạ, chúng ta đang ở đây, chúng ta muốn đến kia, thì chúng ta phải rời bỏ cái điểm ở đây đi, tức là chúng ta phải thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta vẫn tiếp tục làm cái công việc cũ thì chúng ta vẫn nhận được những kết quả cũ, tức là chúng ta vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, có phải ạ? Thì chúng ta muốn đi từ Hải Phòng lên Hà Nội thì chúng ta phải rời bỏ Hải Phòng để đi đến Hà Nội, để đây là cái quá trình thay đổi, đúng không ạ? Thế cái quá trình thay đổi đó nó có cái rủi ro nào không? Đấy. Có không ạ? Tất cả cái quá trình thay đổi nó đều diễn ra những cái sự phản kháng, cái sự khó chịu, cái sự không thoải mái, và nó đến từ những cái rủi ro hay là đến từ những cái thứ mà mình không lường trước được. Thế thì việc của chúng ta đây là quản trị các cái rủi ro đó. Thế thì câu hỏi đây nó là gì ạ?
cái điều xấu nhất sẽ xảy ra nếu mà chúng ta thay đổi, hay nếu mà chúng ta gì ạ, làm cái công việc đó, hay nếu mà chúng ta đi đến cái mục tiêu của chúng ta là gì? Cái rủi ro lớn nhất khi mà chúng ta đạt được cái con số mục tiêu mà chúng ta mong muốn là gì? Cái rủi ro gì khi mà chúng ta phải rời bỏ cái vị trí hiện tại? Ví dụ như là Hải Phòng, chúng ta không thể cùng một lúc vừa xuất hiện ở Hải Phòng vừa xuất hiện Hà Nội được, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Có ai mà cùng lúc xuất hiện ở hai nơi không? Cái này chắc là trong chuyện viễn tưởng có. Nhưng mà chúng ta là thực tế, là người thực tế, cho nên là chúng ta hãy thực tế. Chúng ta không thể là cùng lúc vừa xuất hiện ở Hải Phòng vừa xuất hiện ở Hà Nội được. Cho nên là chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải chấp nhận rời bỏ Hải Phòng để đi đến Hà Nội. Đúng không ạ? Thế thì trong cái quá trình mà đi đấy nó có gì ạ? Nó có rủi ro gì không? Đấy, đúng rồi, tôi cũng không. Rủi ro lớn nhất mà chúng ta sẽ gặp phải là gì? Rủi ro lớn nhất là chúng ta gặp phải là gì? Ví dụ như là chúng ta không đến được cái điểm B đấy. Đúng không ạ? Không kiếm được tiền. Đúng không ạ? Đấy là rủi ro lớn nhất. À, chưa, chưa chắc. Rủi ro lớn nhất là chúng ta, nếu mà chúng ta di chuyển đấy, thì chúng ta có chết được không? Nếu mà chúng ta làm việc đấy, chúng ta có chết không? Ví dụ như này, chúng ta mở miệng ra, chúng ta chia sẻ cho một người nào đó về cái công việc của chúng ta, về cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Thì câu hỏi này, chúng ta có chết không khi mà chúng ta chia sẻ cho người khác? Khi chúng ta chia sẻ, nó có rất nhiều rủi ro đúng không? Nhưng rủi ro lớn nhất là gì ạ? Chúng ta có chết không ạ? À, nếu mà rủi ro lớn nhất không phải là chết thì chúng ta là gì ạ? Làm được. Làm cái gì mà không chết, không sai về đạo đức, không sai về pháp luật là chúng ta làm được. Đúng không ạ? Đấy. Chia sẻ thì không có sai về pháp luật nha anh chị em nha. Nhớ ở đây này. Nhớ là chia sẻ chứ không bán hàng, chúng ta cầm hàng đi chúng ta bảo là anh ơi bán mua hộ em, anh ơi mua cho em, anh ơi mua cho em. À, cái này tốt lắm anh mua cho em. Thì đấy không phải là chia sẻ, cái đấy là bán hàng. Chia sẻ ở đây là hoàn toàn là gì ạ? Là vô tư, đó là gì ạ? À, em có một cái ngày xưa em như này, bây giờ em như này và em nhờ cái sản phẩm này. Đấy thì anh có muốn mua không? Mua em không bán. Anh muốn mua không? Em chỉ chỗ cho anh mua. À, thế mới ác. Không bán, hỏi mua không bán. Đúng không ạ? Thế là gì ạ? Mình chỉ chia sẻ thôi nha, không có vi phạm pháp luật khi mình chia sẻ. Nhớ chỗ này. Đúng không ạ? Làm cái việc gì đúng đạo đức, đúng pháp luật. Đúng không ạ? Và không chết là mình làm được. Đúng không ạ? Cái rủi ro lớn nhất đó là chúng ta mất cái mối quan hệ đó. Rủi ro lớn nhất đó là họ không yêu quý chúng ta nữa. Rủi ro lớn nhất đó là họ gì ạ? Họ chê cười chúng ta. Rủi ro lớn nhất đó là họ gì ạ? Họ họ bảo là chúng ta là thế này thế kia. Đúng không ạ? Rủi ro lớn nhất đó là gì ạ? Là cái người đó họ không tin tưởng chúng ta nữa. Rủi ro lớn nhất đó là họ không hiểu. Đúng không ạ? Họ không hiểu chúng ta nói gì. Họ không tin chúng ta. Đấy là gì ạ? Đấy là rủi ro lớn nhất. Thế thì nếu mà mình hỏi, nếu mà mình chia sẻ ra thì nó có chết không? Cứ hỏi câu hỏi này. Nếu mà mình làm cái công việc đó thì mình có chết không? Không chết, làm được. Làm đi. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta hãy tìm ra cái rủi ro khi mà chúng ta ví dụ như có ba con đường thì mình hỏi là con đường này đi con đường này có rủi ro gì không? Ví dụ đi con đường này có khả năng tắc đường rất cao. Đúng ạ? Cái con đường này thường xuyên nó tắc. Thế đôi khi là chúng ta gì ạ? Phải lựa chọn con đường khác. Lựa chọn con đường khác. Mà khi chúng ta lựa chọn con đường này thì chúng ta thực sự không thể biết được con đường này nó có tắc hay không. Nó rất hay tắc. Nhưng mà cái ngày hôm đấy nó lại không tắc thì sao? Mình không biết được. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải tính toán các cái rủi ro. Nếu con đường này thì giờ này có thể tắc nhưng mà giờ kia thì nó không tắc. Con đường khác thì nó có thể là gì ạ? Nó đang sửa đường. Đấy, thì đấy là những cái rủi ro mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải lường trước để mà quản trị nó, để mà vượt qua nó, để mà tính con đường khác. Đúng không ạ? Rồi, cái từ khóa tiếp theo này. À, hôm nay Huy xin phép chia sẻ lố thêm một chút nhé. Nếu anh chị em nào bận việc cứ ao ra trước. À, anh chị em nào mà còn đủ thời gian chúng ta gì ạ? À, chúng ta ngồi lại
Huy thì như anh chị em vừa biết đấy, Huy nói rằng là gì? Huy chỉ ngủ có 1 tiếng rưỡi thôi. Đấy, mà Huy vẫn còn năng lượng để nói thì Huy tin là anh chị em vẫn còn năng lượng để nghe. Ai mà vẫn còn năng lượng để nghe thì hãy comment xuống tôi đúng không ạ? Ai mà còn năng lượng để nghe thì comment xuống tôi ạ. Đừng bảo là em buồn ngủ lắm nhá, không không comment được nhá. Huy ngủ có 1 tiếng rưỡi rồi mà Huy ngồi đây Huy nói. Mà anh chị em mà trừ anh chị em là thức suốt đêm thì thôi. Thì anh chị em đi ngủ đi. Được không ạ? Còn nếu mà anh chị em mà ngủ nhiều hơn 1 tiếng rưỡi thì hãy comment xuống tôi để mà chúng ta chia sẻ tiếp. Đấy, chỉ có rất nhiều, có hơn 100 cái từ khóa mà Huy viết ra. Thì ở đây Huy xin chia sẻ khoảng độ 10 cái từ khóa thôi. Thì không biết đã từ khóa thứ mấy rồi, nhưng mà thêm một cái từ khóa nữa đó là gì ạ? Networking, tức là kết nối kinh doanh hay là gì ạ? Xây dựng các mối quan hệ. Đó. Thì hôm trước ấy là Huy có chia sẻ với anh chị em là gì ạ? Là cái kỹ năng về networking, kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Thì là doanh nhân là chúng ta phải sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ, sẵn sàng đi chia sẻ, sẵn sàng đi giao lưu. Làm doanh nhân mà cứ ngồi một chỗ mà không chịu đi giao lưu, không đi chia sẻ, không đi đi kết nối kinh doanh ấy, thì làm sao mà thành công được, đúng không anh chị em? Có đúng không ạ? Mình phải gặp ai, mình phải vào mình chào hỏi, mình bắt chuyện, mình nói chuyện. Kỹ năng nói chuyện thì được học rồi, đúng không ạ? Kỹ năng để mà gặp người mới nói chuyện gì học rồi, đúng không ạ? Đấy. Nếu như mà ai chưa được học ấy, thì hãy liên hệ với cả những cái người mà gì ạ? Cái người mà phía trên của mình nhá. Phía trên của mình ấy, gọi là gì thì gọi, nhưng mà gì ạ? Người phía trên của mình ấy, để mà liên hệ với Huy, gửi cho cái video hoặc là gì ạ? Hoặc vào follow cái YouTube, kênh YouTube của Huy có hết. Kênh YouTube của Huy là Nguyễn Quang Huy Smart Smart Business, tức là kinh doanh thông minh. Đấy, kinh doanh thông minh Smart Business. Đấy, lên YouTube search Nguyễn Quang Huy ra ngay. Nguyễn Quang Huy Smart là thông minh ấy. Business là kinh doanh ấy. Đúng không ạ? Ra ngay. Chết mẹ. Chắc mẹ chắc. Đúng không ạ? Thì các cái video là gì ạ? Là Huy sẽ update lên trên đấy, tất cả các cái video, các cái bài đào tạo của Huy đấy, đều được gì ạ? Đều được chia sẻ miễn phí cho anh chị em ở trên đó, trừ những cái bài đào tạo mà đặc biệt thì dành riêng cho một số nhóm người đặc biệt đấy, còn lại là gì ạ? Là Huy chia sẻ hết lên trên đó, anh chị em vào đấy, vào YouTube nhé, để vào YouTube. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái kỹ năng networking là có hết rồi, Huy không muốn chia sẻ lại nữa, mất thời gian, đúng không ạ? Tiếp theo cái từ khóa tiếp theo mà của một doanh nhân, một cái chủ doanh nghiệp, của một cái người làm chủ cần phải có để mà có thể kinh doanh tốt hơn, đó là gì ạ? Đó là phải liên tục đo lường, phải đo lường tất cả những con số mà cần thiết cho cái doanh nghiệp của mình, và đo lường và mình phải kiểm soát cái con số đó. Nếu mà con số đó nó không nhảy thì chúng ta phải xem nó, vấn đề nó đang nằm ở đâu, và tìm cách xử lý nó, tìm cách sửa chữa nó, và tìm ra cái chiến lược hay là cái hành động phù hợp để mà gì ạ? Để mà thay đổi, để mà vượt qua cái khó khăn hay là vượt qua cái gì ạ? Cái vấn đề đó. Ví dụ như này, Huy thường đo lường cái con số đó là gì ạ? Là lợi nhuận hay là commission, tức là cái lợi nhuận thu về, hoặc là gì ạ? Hoặc là một số cái gọi là cái điểm số, cái điểm số, cái điểm doanh số, cái doanh số của đội nhóm bên phải, đội nhóm bên trái, rồi cái chu kỳ, tức là cái gì ạ? Cái số lần mà gì ạ? Số lần mà được nhận được cái gì ạ? Cái lợi nhuận của mình, đấy, số chu kỳ nhận được cái lợi nhuận của mình, đấy, đo lường những con số đấy, đo lường thêm con số nữa đó là gì ạ? Là số người trong đội nhóm của mình, số người làm việc thực tế và số người, tổng số người trong đội nhóm của mình, đó. Thì đấy là những con số mình đo lường, hoặc đo lường số lượng các đơn hàng đấy, trong tháng này mình có bao nhiêu đơn hàng này giá trị nó bao nhiêu đấy, thì đấy là những con số mình đo lường. Nếu mà tháng này ít cái đơn hàng thì xem lại lý do tại sao, lý do là khách quan hay chủ quan, chúng ta có cách nào khác để mà để giúp tăng cái con số đấy không. Đó, thì đấy là những con số mình cần phải đo lường, vì đo lường được thì mới gì ạ? Mới quản trị được, đo lường được thì mới gì ạ? Mới lãnh đạo được, mới mới kiểm soát được, đúng không ạ? Rồi,
Một cái từ khóa nữa mà anh chị em cần phải làm đó là gì ạ? Đó là công nghệ. Công nghệ là đòn bẩy, công nghệ không bao giờ là rào cản. Rất nhiều anh chị em nói rằng là tôi không giỏi công nghệ, rất nhiều bác ở đây lớn tuổi nói rằng là tôi ngu công nghệ, tôi dốt công nghệ, tôi kém công nghệ. Thì từ bây giờ trở đi hãy bỏ những cái ngôn từ như vậy, bởi vì ngôn từ như vậy nó không giúp mình đạt được cái mục tiêu, mà ngôn từ đấy nó chỉ giúp cho mình là gì ạ? Là chậm đi cái mục tiêu của mình thôi. Cho nên hãy nói cho mình là gì ạ? Công nghệ là đòn bẩy và tôi phải sử dụng công nghệ, tôi phải tận dụng công nghệ. Công nghệ có bao giờ là gì ạ? Là rào cản đâu ạ, đúng không ạ? Công nghệ tạo ra để giúp chúng ta dễ dàng hơn trong cái công việc kinh doanh của mình. Cho Huy hỏi này, anh chị em có sử dụng điện thoại di động không ạ? Có sử dụng điện thoại thông minh không ạ? Đấy chính là công nghệ đấy ạ. Trước khi mà mình dùng ấy, thì mình có biết dùng đâu, đúng không ạ? Khi mà mình dùng rồi thì mình mới biết dùng chứ, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Sử dụng được điện thoại thông minh là biết công nghệ rồi. Cho nên đừng bảo là tôi không biết công nghệ. Có rất nhiều bác mà điện thoại gầy như điên, điện thoại thông minh gầy như điên bảo không biết công nghệ. Thực ra đấy là lười thôi, do mình lười thôi. Chứ còn nếu mà mình muốn thì mình sẽ sử dụng được. Mình không cần phải siêu về công nghệ, mình không phải chuyên gia về công nghệ, mình chỉ cần biết sử dụng nó thôi, đúng không ạ? Chỉ cần biết sử dụng đủ để mà gì ạ? Đủ để mà mình có thể hướng dẫn được cho người khác sử dụng, chỉ cho người khác hướng dẫn, chỉ cho người khác làm là được, đúng không ạ? Chỉ cần biết thôi, không cần phải siêu, không cần phải giỏi. Đấy, chỉ cần biết để chỉ cho người khác làm thế được rồi. Ví dụ như là cách tạo một cái ID như nào, đấy, cách mà tạo ví như nào, cách lên đơn hàng như nào, ví dụ thế. Đấy, những cái đấy mình làm vài lần là mình biết, đó, mình biết xong mình chỉ cho người khác làm, mình chẳng cần phải làm, đúng không ạ? Đấy, mình là sếp mà, mình là chủ mà. Đấy. Rồi một cái thứ nữa đó là gì ạ? Đó là văn hóa đội nhóm, văn hóa công ty, văn hóa trong cái hệ thống của mình liên tục là gì ạ? Phải xây dựng cái văn hóa, phải gìn giữ cái văn hóa của mình. Đấy, cái văn hóa đấy chính là cái thứ mà gì ạ? Nó mang lại nó trường tồn cho đội nhóm chúng ta. Đội nhóm chúng ta muốn mạnh thì chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải có một cái gì ạ? Có một cái điểm chung giữa những con người đấy, nó phải có những cái từ mà ai cũng phải tuân thủ. Đấy, nó giống như là đạo đức trong công việc ấy. Trong trong xã hội thì nó gọi là đạo đức. Thì trong đội nhóm nó có hai cái, một là kỷ luật, hai là văn hóa. Kỷ luật tức là gì ạ? Mày sai tao phạt mày. Đấy, văn hóa thì nó không có phạt, không có phạt, nhưng mà nếu mà anh vi phạm cái văn hóa ấy, thì anh không đi đồng hành với tôi được, không đồng hành với tôi được, thì nó dần dần nó cứ tự tự động nó bị văng ra ngoài. Nên là kỷ luật là về văn hóa là hai cái thứ quan trọng nhất. Nhưng mà nếu mà trong cái lĩnh vực mà gì ạ? Anh chị em mà kết hợp với nhau mà không có cái gì ạ? Mình có trả lương cho nhau đâu, đúng không ạ? Khi mà mình không trả lương thì sao mình phạt được, đúng không ạ? Mình không có quản trị nhau. Bây giờ mình áp dụng cái mô hình kinh doanh là gì ạ? Là truyền thống, tức là gì ạ? Là trả lương theo cách truyền thống sang cái mô hình là hệ thống không trả lương, thì lập tức là gì ạ? Chúng ta không thể là dùng cách mà quản lý như cũ để vào cách quản lý mới được. Tức là gì ạ? Ngày xưa là chúng ta phạt nếu như mà đi muộn, nó phạt. Bây giờ đi muộn không phạt được nó, mà mình có trả lương cho nó đâu, mà mình bắt nó phải đi sớm. Mình gì ạ? Mình hãy tạo ra cho họ một cái văn hóa, đó là tôn trọng lẫn nhau, đấy là yêu thương nhau, đấy là cống hiến giúp đỡ nhau. Thế thì cái việc đi sớm nó là gì ạ? Nó có việc cống hiến, tức là mình giúp được nhiều người hơn. Đấy, ví dụ thế. Đấy, hoặc là gì ạ? Hoặc là cái việc mà hỗ trợ người khác nó là văn hóa. Mình đâu bắt mọi người phải bắt nó phải hỗ trợ được đâu, đúng không ạ? Hỗ trợ hay không nó là do cái sở thích của nó mong muốn. Đấy, cho nên là mình phải làm sao để tạo ra một cái văn hóa này cho mọi người thích hỗ trợ nhau, thích chứ không phải bị, không phải bắt, không phải ép, không phải là ép mà phải hỗ trợ nhau, mà họ được thích, được họ được hỗ trợ, họ được giúp. Bây giờ mà từ cái việc mà ví dụ như là mình đang đang muốn giúp đi, mình đang được giúp mọi người đi, nhưng mà mọi người bảo là này, trách nhiệm anh phải giúp nhé, anh phải đào tạo nhé. Huy đào tạo ở đây Huy có được tiền đâu, đúng không ạ? Thế tại sao Huy phải phải vội vội vàng vàng ngủ có tiếng rưỡi xong lại chạy đào tạo? Bởi vì đó là Huy thích, đúng không ạ? Chứ bây giờ nếu mà ai bảo là anh phải làm nhé,
không làm thì tôi sẽ cắt lương, có ai trả lương Huy đâu mà cắt lương của Huy. Nếu mà phải phát là Huy bảo là tôi không làm đấy, làm sao? Đúng không ạ? Đấy, tức là mình lấy ví dụ như vậy rồi. Đấy, có những người người ta cũng sẽ là như vậy. Nếu mà mình áp dụng cái cách cũ vào cách mới nó không hiệu quả. Có nhiều người là chủ doanh nghiệp đấy, làm cái công việc ABC này, có một số lính là mình thuê về, xong bây giờ mình áp dụng sang cái mô hình kinh doanh mới đấy, mình cũng nói giống như là sếp, chả thằng nào nó nghe cả đấy. Thế đấy là cái sai lầm đấy. Khi mà mình thay đổi cái mô hình kinh doanh thì mình phải thay đổi cái chiến lược, thay đổi cái hành động nó đi kèm với cái mô hình kinh doanh đó thì mới đạt được cái mục tiêu mới của mình, đúng không ạ? Ok, thì đó là một số cái gọi là cái tinh thần để mà chúng ta trở thành những cái doanh nhân, nó gọi là tinh thần doanh nhân. Và ở đây chúng ta đang là trong cái một cái môi trường tất cả mọi người đều làm gì ạ? Làm chủ cái công việc của mình, chúng ta là gì ạ? Là doanh nhân. Đấy, xin chào các doanh nhân, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều là chủ, làm chủ, làm doanh nhân rồi, làm kinh tế, làm chủ và làm trong cái lĩnh vực mà gì ạ? Là kiếm tiền, là kiếm tiền mà làm chủ thì là doanh nhân đấy, đúng không ạ? Tức là gì ạ? Mình làm chủ cái công việc kinh doanh của mình đấy. Và khi mà chúng ta là chủ thì chúng ta phải có tư duy của người chủ, đúng không ạ? Chúng ta có suy nghĩ giống như người chủ, hành động giống như người chủ thì khi đó chúng ta sẽ dễ dàng thành công hơn trong cái lĩnh vực của mình, trong cái công việc của mình. Còn nếu anh chị em nào ở trong phòng Zoom này vẫn đang đi làm thuê thì không sao cả, chúng ta hãy nhanh chóng là gì ạ? Chuyển dịch đó sang gì ạ? Sang cái cơ chế là làm chủ. Bởi vì sao? Là phi thương thì bất phú, rồi là gì ạ? Không kinh doanh thì không giàu được, mà gì ạ? Muốn kinh doanh thì chúng ta phải làm chủ thôi. Làm chủ cái gì ạ? Khi mà làm chủ công việc kinh doanh của chúng ta thì chúng ta sẽ làm chủ cuộc đời của mình, có đúng không ạ? Đấy, và đó chính là gì ạ? Đó chính là những cái thứ mà những cái người doanh nhân họ đã gì ạ? Đã và đang đóng góp cho xã hội này. Và cái mục tiêu lớn nhất của các doanh nhân ấy không phải là tạo ra tiền, mà cái mục tiêu lớn nhất của các cái doanh nhân ở Việt Nam hay trên thế giới này, đó là gì ạ? Tạo ra những cái gì ạ? Sản phẩm và dịch vụ để mà gì ạ? Để giúp đỡ được nhiều khách hàng nhất, đúng không ạ? Tạo ra những cái hệ thống để giúp đỡ được nhiều người có thể là gì ạ? Cùng kinh doanh, cùng kiếm tiền với mình nhất. Đó, tức là gì ạ? Nó phải có ý nghĩa, nó phải có giá trị cho người khác, nó phải có giá trị cho cộng đồng, nó phải có giá trị cho quốc gia này, nó phải có giá trị cho thế giới này. Thì đó mới chính là gì ạ? Đấy chính là cái tinh thần lớn nhất của những người làm kinh doanh, nó tinh thần lớn nhất của những doanh nhân, đúng không ạ? Đấy, và đó là một số cái từ khóa mà Huy mong muốn tóm tắt để chia sẻ cho anh chị em ngày hôm nay, mà vừa mới gọi là nóng hổi, vừa mới ra lò ngày hôm qua xong, để ngay hôm nay là Huy rất là mong muốn, rất là sung sướng được gì ạ? Được chia sẻ với 500 anh chị em ở đây. Và một lần nữa thì thời gian thì nó không có nhiều, thì Huy rất là cảm ơn, rất là biết ơn tất cả cô bác anh chị em đã lắng nghe, đã tương tác, đã chat xuống những cái comment để giúp Huy là có thêm những cái gì ạ? Cái năng lượng để mà hoàn thành được cái phần chia sẻ của mình cách tốt nhất. Xin biết ơn tất cả cô bác anh chị em, và hy vọng một ngày nào đó gần nhất có thể được gặp cô bác anh chị em. Anh chị em có cho Huy được bắt tay, được có thể là gì ạ? Ôm một cái khi mà gặp nhau đâu ạ? À, rất tuyệt vời đấy. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả cô bác anh chị em, và chúc anh chị em chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng, gặp nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc và trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.